Em lên cái bếp từ La Tionan nhé. Dòng này là dòng 1400W này. Mâm kính các thứ còn rất là đẹp nhé. Của Panasonic đấy. Đây, dòng của Panasonic. Đó. Nói chung là bếp từ thì còn rất là ok nhé. Đấy. Thì hôm trước là em bán con này của nó, bình thường trước là con này của nó là toàn là 7-800 thôi. Đấy, nhưng mà hôm trước là em bán là 590.000. Đấy, có một bác ý đặt 100.000 rồi. Đấy, đặt 100.000 cho em rồi. Đấy, thì thỉnh thoảng thôi, nhà em thì một ngày nhà em bán mấy chục đơn nữa. Thì thỉnh thoảng mới có một bác nha, em bảo thôi bác cứ chuyển khoản cho em là 200 đi. Đấy, em không nhận 100 đâu. Đấy, thì thôi nhưng mà bác bảo rồi bác cứ đặt 100 xong rồi bác có gì bác qua lấy. Nhưng mà đợi 3 hôm rồi không lấy, em không thấy qua lấy thì bên em mới alo lại cho bác bảo thì thôi bác bây giờ đang bận đi công tác, bác không qua lấy được thì thôi bán giúp bác. Thì thôi con này 590.000 nhé, em trừ tiếp 100 là còn 490.000 nhé. Đấy. Đấy, chưa bao giờ một con bếp từ của Panasonic mà lại giá rẻ nhẹ nhé. Đó, rất là ok luôn, mặt các thứ còn rất là đẹp. 490.000 cho con bếp từ này. Quý vị nào lấy alo ngay cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Con bếp từ này em đã dùng để test rất nhiều máy rồi, rất nhiều nồi áp suất các thứ rồi. Cho nên là quý vị an tâm nhé. Đấy. Ok nhé, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của em.